xong món binh trò. Bây giờ mình thử nha mọi người. Chào mọi người. Hôm nay Roro chia sẻ với mọi người một món ăn đặc sản của người Puerto Rican. Đó là món binh trò. Món binh trò này thật ra nó rất là đơn giản và là một món gà nướng và sỏ xiên que thôi. Ở Puerto Rico á, mình đi bất cứ thành phố nào mình cũng gặp họ bán cái món ăn này, là món ăn đường phố rất là phổ biến. Để làm món binh trò này á, thì mình chuẩn bị nguyên liệu á, là thịt gà. Thì mình có thể dùng là đùi gà rút xương hoặc là cái ức gà đều được. Gia vị thì gồm có là nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột oregano, nửa muỗng cà phê seasoning oregano, một muỗng cà phê bột tỏi và hành tỏi tươi băm nhuyễn, một muỗng cà phê mật ong và một muỗng cà phê dầu ăn. Thì mình phải có là barbecue sauce, và nếu mà người nào ăn ớt á, thì mình sẽ dùng ớt ha. Ở đây mình có ớt rosemary là của má chồng mình làm á, và mình phải chuẩn bị cái que để xiên để nướng ha. Bây giờ thì mình sẽ trộn tất cả gia vị vào đây. Dầu ăn bỏ vô, mật ong, thịt gà sau khi mình ướp được một tiếng đồng hồ rồi á, thì bây giờ mình sẽ đem đi xiên que ha. Thịt gà bây giờ mình bỏ lên lò nướng rồi. Mình nướng xong rồi cuối cùng á, mình sẽ để cái barbecue sauce lên ha. Nướng thịt gà thì nó hơi lâu chín. Mình sẽ quét cái barbecue sauce này lên thịt gà ha.
ngon quá. Cái vị barbecue á, nó hơi có vị ngọt tí xíu. Mình cho nên lúc mình ướp mình không có để đường, và mình để lên chút xíu ớt nữa thì ăn rất là hấp dẫn ha. Ngon lắm. Lúc mình ở Puerto Rico á, khi mà mình ra biển á, là mình nhớ ăn bình chồ. Buổi chiều chiều á, mình đi bộ ở ngoài biển, mình cũng ghé mua cây bình chồ 2 đồng và mình đi dạo vòng vòng á, và mình ngồi ở đâu đó và mình ăn bình chồ. Hôm nay mình ăn bình chồ và mình rất là nhớ bãi biển ở Puerto Rico. Ngon quá mọi người ơi. Nếu mọi người thấy thích video của mình á, mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh của Rosero nha. Chúc mọi người làm món này được thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.